Chào các bạn, mình là Kiên Vi và sau đây mình tiếp tục Deployment time. Place the cái building. xây dựng của mình, tiếp tục xây cái bận này. Hiện tại cái chơi game của mình mới Construction level 9 complete. thôi, Place the building. chắc rằng là cao hơn Place the building. kinh nghiệm của họ chắc hơn không. Construction complete. Place the building. Place the Construction building. Complete. Hai thì Construction mình complete. hoặc là sẽ đợi Construction complete. đợi nhà lính nó xây lên cấp 2 nhanh được hai mấy giây này, nhà lính phát mình sẽ điều lính đi khắp bản đồ lấy thêm lượng vàng luôn. Trong khi xây dựng thì không thể sản xuất thêm lính, đây là cũng là một điều lưu ý. Bạn thì xây dựng quá nhiều. Sẽ lên full nhà máy vàng trước, bởi vì tại sao mình sẽ lên vậy? Bởi vì khi mà các bạn ở cấp 2 thì mua một cái nhà trung tâm cung cấp. Điều này không không đúng lắm nhỉ. Thấy nó chỉ 300 vàng thôi. Cấp càng cao thì tiền nó càng lớn. Chắc là do mình nhầm sang cái nhà. Game này có cần đánh hay nên lên trung tâm không em? Place the building. Ba con lính nữa đi. Ba không. Tại sao mình để chế độ dạng mắt? Bởi vì chế độ dạng mắt này thì nó sẽ chỉ di chuyển thôi, không không có công, không có bắn nhau. Các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà nó vào nó không không bắn nhau đâu. Gọi đi soi map thôi, gọi là kiểu tử sĩ. Tình của bạn. Lên đây xem là có gì không. Đèn trên này. Xây dựng như đây. Tôi đang nâng cấp nhà chính lên cấp 2. Đây thì nội bạn hai đấy. Thì mình chưa được cái cấp gì luôn. Cầm vàng nhỉ. Đánh thử team mình ở đâu. Cầu này. Bùa đi vòng móc luôn này. Nó có cây cầu. Xây dựng mấy cái tháp canh ở trong giữa mọi người. Có khả năng là mình sẽ thu hẹp cái diện tích mà
mình xây dựng lên. Game này mình sẽ xây cả những cái nó ở xung quanh, nó gần gần đấy thôi. Cầm này tạm canh. Và luôn. Công mình nó bắn mình mấy cái mình qua bắn nó mình. Bản đồ không ấn. Không ấn qua được kìa. Ta lại nhìn hướng theo hướng này nhỉ. Này mới đúng. Rồi mình xoay cái bản đồ. Xoay đấy đấy. Ra thêm lính đi. Bảo vệ. Cho mình xoay như thế này. Ấn nó khó. Rồi mình tại sao mình thế. Chết luôn. Vừa phá của mình anh. The boost activated. The boost activated. Anh chuẩn. Em. Insufficient resources. The
boost activated. The boost activated. The boost activated. Enemy detected. Construction complete. Waiting orders. Our base is under attack. As you say. Who's next? Our unit is under attack. As you say. Executing. Fire this target. Show me your armor. Do it. Attack. Affirmative. Ready. Attack. Roger that. Our hidden unit detected. Kinh nha. Quân mọi người. Thế thì không luôn. Đánh bên ngoài ấy sao? Place the building. Guns loaded. Place the building. Ta giờ không có vàng cũng như không có những cái kinh nghiệm thì làm sao mình chơi được ở đây, thì công lên mấy lần rồi phá hủy được cả xây dựng. The boost activated. 200 vàng rẻ. The boost activated. The boost activated. The boost activated. Sử dụng trung tâm cung cấp. Place the building. Insufficient energy. Insufficient resources. Insufficient energy. The boost activated. The boost activated. The boost activated. Insufficient energy. Activated. The boost activated. 300 vạn. Insufficient energy. Energy, nhà máy điện. Insufficient energy. Energy là năng lượng. Năng lượng là đây mình sẽ place the build. Insufficient energy. Insufficient energy. Boom. Ready. Let's do it. Insufficient energy. On the move. Tiếp tục. Thiếu nguồn điện. Insufficient energy. Affirmative, moving. Construction complete. I can take it. On the move. Approaching.
detected. Our base is under attack. Executing on my way. Full engage. Yes, moving. Roger that. Armor ready. Destroy. Our unit is under attack. Our building is destroyed. Our building is destroyed. Construction complete. Place the building. Yes, as you say. Yes, says it. The Foos activate. Our building is destroyed. The Foos activated. Place the building. Boost activated. Construction complete. Our unit is under attack. The boost activated. The boost activated. Construction complete. Give me orders. Our unit is under attack. Dây đàn ai thua rồi cơ kinh khủng bao nhiêu con lính nữa. Đơn vị đập cái nhà máy xây dựng của công trình khác toang luôn cái mình họ đập xây dựng luôn. Không mình kinh lắm. Đây, về đây. Bạn ơi, bạn lên đập cái nhà máy xây dựng của nó cho mình. Nhiều tí tiền.
cái vào. Ok. Đập mình tê liệt luôn. Đập nó tê liệt luôn. Thêm được xây gì nữa. Hết rồi. Ấn nhiều. Giờ đi xe nào cũng chạy. Tân kết thúc. Kết thúc trận. Đập chủ yếu là đập cái nhà chính nó luôn. Nếu chơi các bạn nên đập cái nhà chính. Giờ đến những cái nhà lính, đến những cái nhà sát thương. Khi mà nó hết những cái nhà máy đều bị đơ hết rồi ấy. Đảm bảo là những cái nhà máy còn lại của nó bị đơ hết rồi. Bởi vì mình đập hai cái nhà máy xây dựng của nó thôi. Đến một cái nhà chính. Như vậy thì nhà máy nước này, nhà máy xe tăng, máy lính, hai cái nhà máy đấy coi như là không còn hoạt động, tức là không có sát thương. Không có sát thương tức là không còn sản xuất được sát thương. Không sản xuất được sát thương nữa thì khi đấy thì các bạn kể cả không chơi luôn thôi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chơi mãi mới được một game. Chơi mãi. Đây là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. À đây mình đem lính ra mình giết nó thôi. Cái mấy nhà máy lấy đâu ra sát thương đúng không? Cơ nguồn sát thương của nó chủ yếu là lính này, xe tăng này, cái nhà máy khác quan tâm, không quan tâm mấy cái nhà máy nước. Nhưng các bạn vô hiệu hóa được mấy cái nhà máy nước thì mấy cái nhà máy sản xuất nó cũng gọi là hết. Các bạn nhận diện được đâu là nhà máy xây dựng, phá hủy nhà máy xây dựng, tên cái nhà xây dựng mới phá hủy nhà đấu tục. Đấy giờ lính mình đứng ở đây hết rồi. Lính mình đã bên dưới hết rồi, không còn lính nữa. Giờ chỉ ngồi xem lính nó bắn hết game thôi. Giờ hồi sức cấp cứu không kịp nữa. Kiểu gọi thần thánh tới. Từ khi mình mất mạng rồi về trường hợp đấy. Bây giờ nó khôi phục và nó thắng đấy. Này mình chưa lên được nhiều như nó đâu. Nó 3-4 cái nhà máy sản xuất, thấy chưa? 4 cái nhà máy vàng, các bạn xem đi. Thì mình có hạn vàng. Để đầu tư lên lính. Nó lên rất kinh khủng luôn, nếu mà các bạn không ngăn chặn ngay ấy. Điều tất yếu là cuối cùng là khi mà nó thủ được vàng nó cao rồi, bắt đầu nó sản xuất ra hàng loạt lính, quân tăng rồi máy bay trời, thắng nó được. Bởi vì các bạn nhìn thấy nhà nó rất là nhiều luôn, 3-4 cái nhà vàng thì mình còn. Tiền đến đây kết thúc.